và về tất cả những gì yêu thương của cuộc sống ngày hôm nay chúng ta đang có. Xin mời Dương Hồng Loan. Xin một tràng pháo tay để chào đón Dương Hồng Loan lên với sân khấu của lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin cảm ơn em. Cảm ơn các rất nhiều. Loan rất là vui và hạnh phúc khi được hiện diện tại đây trong một cái ngày vui rất là trọng đại của đôi bạn trẻ để chúc mừng hạnh phúc của hai em. Và sau đây thì một ca khúc đầu tiên cho phép Loan được gửi đến, đó là một sáng tác rất là dễ thương của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát được mang tên Hồn Quê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn gia đình ạ. Cảm ơn các chị. Vâng, xin cảm ơn. Lo rất là vui khi đứng ở nói chung là đầu tổ quốc chúng ta hát những cái giai điệu đậm chất miền Nam để gửi tặng tất cả các anh chị ở đây. Lo rất là vui và hạnh phúc. Một quãng đường không ngắn chút nào phải không ạ? Nhưng mà đứng ở đây để phục vụ tất cả các anh chị, đó là một cái niềm vui rất là lớn đối với Hồng Loan. Một lần nữa xin cảm ơn vợ chồng của anh Nhân, cảm ơn cô em gái của gia đình, và cũng như là cảm ơn anh Hà, chị Lệ đã tạo điều kiện để Hồng Loan được đứng đây. Rất là vui và hạnh phúc và rất là hãnh diện. Một lần nữa chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì một ca khúc được chúc mừng cho đôi bạn bằng một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, bài hát được mang tên Mẹ tôi rước dâu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trên đôi mắt kia áo nào xanh xanh.
gặp bóng tay hạnh phúc trong đời. Ngày nào vui ngày mai đến rồi, một thằng lâu to thắm gia đình để dòng xin mẹ tôi sửa cho. Và gặp bóng tay hạnh phúc trong đời, ngày nào vui dạ xin cảm ơn rất nhiều. Em có được hát nữa không anh Phúc? Hay là nhường sân khấu lại rồi một chút xíu nữa sẽ trở lại để giao lưu cùng gia đình ạ? Anh ấy Cà Mau. Không biết là gia đình có yêu cầu ca khúc gì không ạ? À? Cho phép anh Long được nghe đi ạ. À. Dạ bài gì? Ôi, đầu tiên chú rể đây, chú rể yêu cầu bài gì ạ? Duyên phận, rồi. Chú rể muốn tặng cô dâu ca khúc này nè. Cảm động quá.